Warhammer 40,000 hay còn gọi tắt là 40K là một vũ trụ viễn tưởng đen tối và hùng tráng được tạo ra cho thương hiệu trò chơi tabletop cùng tên của công ty Game Workshop. Mặc dù xuất phát là bối cảnh đơn giản trong một trò chơi đánh trận giả bằng mô hình, thì sau hơn 4 thập kỷ phát triển, vũ trụ 40K giờ đây sở hữu một kho tàng cốt truyện hay tôi xin gọi là lore vô cùng đồ sộ, với chiều sâu và sự đa dạng gần như không vũ trụ viễn tưởng nào khác mà tôi biết sánh bằng. Chứa đầy những trận chiến hoành tráng, vô số câu chuyện hấp dẫn và một danh sách các nhân vật phe phái với sức hút đáng kinh ngạc. Tất cả đều được gieo mầm từ các ấn bản tạp chí và sách luật tabletop ngắn gọn, sau đó được mở rộng một cách chi tiết, sinh động và lôi cuốn hơn nữa trong nhiều tác phẩm văn học, series tiểu thuyết và truyện ngắn khác nhau. Thậm chí, trong những năm gần đây, lore của Warhammer 40K cũng đã được chuyển thể thành nhiều sản phẩm giải trí khác nhau như truyện tranh, game, phim. Chưa kể đến khối lượng nội dung không chính thức khổng lồ tới từ cộng đồng fan như âm nhạc, tranh vẽ, animation, cho đến vô số video về lore trên YouTube như các bạn đang xem, giúp thương hiệu này ngày càng trở nên phổ biến hơn trong văn hóa đại chúng. Mặc dù nghe có vẻ hay ho là vậy, nhưng chính quy mô và chiều sâu của vũ trụ này lại là một trong những điểm trừ và là rào cản không nhỏ trong mắt những người mới, vì thực sự có quá nhiều thứ để tìm hiểu. Trong đó câu hỏi tôi thường nhận được nhiều nhất từ những người mới đến với 40K, đó là tôi phải bắt đầu từ đâu? Chà, may mắn cho các bạn đây, câu trả lời chính là từ video này, nơi tôi sẽ đưa ra cho các bạn những nét khái quát về kho tàng lore siêu cuốn của vũ trụ 40K, những điều nên biết, nên làm và các lưu ý mà tôi tin sẽ giúp các bạn vạch ra được một lộ trình tìm hiểu lore của 40K đơn giản, hiệu quả và thú vị hơn. Ok, giờ tôi sẽ không làm mất thời gian của bạn nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Đầu tiên, trước khi đi vào phần chính của video này, đó là khám phá mặt nổi của tảng băng chìm khổng lồ mang tên Warhammer 40K. Chúng ta hãy cùng nhau quan sát địa hình xung quanh trước và điểm qua 5 điều bạn cần biết về vũ trụ này để thấy được những gì đang chờ đợi bạn ở phía trước, từ đó chuẩn bị tinh thần và quyết định rằng mình có nên dành thời gian của mình cho vũ trụ viễn tưởng tăm tối này hay không nhé. Thứ nhất, Warhammer 40K là một vũ trụ viễn tưởng bạo lực, đen tối và rất bi quan, nhưng đồng thời cũng mang đầy yếu tố giải trí. Nếu bạn yêu thích các bối cảnh đen tối nói chung, thì Warhammer 40K chính là một trong những thế giới mà bạn phải tìm hiểu, vì nó chính là đỉnh cao của thể loại văn học viễn tưởng đen tối. Đúng như khẩu hiệu của mình, trong bóng tối nghiền ngã của tương lai xa, chỉ có chiến tranh. Warhammer 40K được đặc trưng bởi những cuộc chiến tranh đẫm máu, xen lẫn với các chủ đề cực đoan như sự cuồng tín tôn giáo, chủ nghĩa toàn trị, phân biệt giai cấp, chủng tộc, vân vân. Trung tâm của nó không phải một câu chuyện về thiện và ác, mà là về cuộc chiến vì sự sống còn chống lại những nỗi kinh hoàng vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Một cuộc chiến khốc liệt đến mức không cho phép sự tồn tại của lòng nhân từ, chính nghĩa hay đạo đức. Nhìn bên ngoài, mọi thứ đều có vẻ rất nghiêm trọng và tăm tối. Tuy nhiên, ẩn chứa bên dưới tất cả những bi kịch mà vũ trụ này chứa đựng còn là sự châm biếm về chính những chủ đề mà nó mô tả, thông qua việc phóng đại chúng đến những mức độ không tưởng, khiến người đọc không khỏi bật cười vì sự kinh khủng đến mức lố bịch của chúng. Sự pha trộn độc đáo giữa một bối cảnh nghiệt ngã với kiểu hài hước đen tối này đã khiến Warhammer 40K vừa mang tông màu đen tối vừa mang tính giải trí rất cao. Điểm thứ hai, vũ trụ 40K nắm giữ một kho tàng kiến thức lore khổng lồ và vô cùng phức tạp, với sự đa dạng và chiều sâu gần như vô tận. Thế giới tăm tối của Warhammer 40K bao trùm toàn bộ thiên hà Milky Way, bao gồm hàng trăm tỷ hành tinh cũng như vô số giống loài và phe phái khác nhau, cho phép quy mô của các câu chuyện được đẩy đến những giới hạn cao nhất, từ những giai thoại anh hùng cá nhân cho đến các cuộc chiến tranh liên quan đến hàng nghìn tỷ sinh mạng, tạo nên một bối cảnh rộng lớn vô cùng phong phú và đa dạng, nơi tiềm năng cho các câu chuyện là không bao giờ kết thúc. Là bối cảnh hàng chục ngàn năm trong tương lai, một tương lai rất xa, nơi mà gần như mọi thứ mà chúng ta biết ở hiện tại đều đã không còn hoặc bị lãng quên. Thay vào đó, dòng lịch sử của thiên hà được lấp đầy bởi vô số những bước ngoặt đen tối khác nhau, xoay quanh cuộc chiến không hồi kết giữa các phe phái trong thiên hà. Và bản thân mỗi bước ngoặt này đều là một trang sử dài và lôi cuốn, đủ để các bạn tìm hiểu và bàn luận trong một khoảng thời gian dài. Tùy vào tầm quan trọng trong bối cảnh, các sự kiện này có thể được mô tả thông qua nhiều hình thức khác nhau, từ một vài dòng hời hợt trong các cuốn sách luật, các tuyển tập truyện ngắn nhanh gọn vài chục trang, và cuối cùng là các series tiểu thuyết dài kỳ tới từ Black Library, nhà xuất bản văn học chính thức của vũ trụ này. Ví dụ tiêu biểu nhất cho điều này chính là Horus Heresy, một trong những sự kiện quan trọng và được mô tả chi tiết nhất trong lore của 40K, với hơn 60 tiểu thuyết và hàng trăm truyện ngắn khác nhau, đã được xuất bản đều đặn từ 2007. Quy mô của nó lớn đến mức Game Workshop đã tách nó ra thành một dòng sản phẩm riêng song song với vũ trụ mẹ 40K của mình. Vì vậy, các bạn còn có thể coi nó như là một bối cảnh riêng để tìm hiểu
mà vẫn có thể mất tới hàng năm trời chỉ để đọc hết nội dung hiện tại của nó. Tiếp theo, điểm thứ ba, Warhammer 40K không phải một câu chuyện tuyến tính đơn lẻ, mà là một bối cảnh không ngừng được làm mới, mở rộng và thay đổi. Nó là một bối cảnh được dựng lên từ các cuốn sách luật Tabletop, đóng vai trò là thời gian và địa điểm, với những ranh giới, quy ước và chuẩn mực rõ ràng được xác định sẵn, nơi mà các nhân vật, phe phái và các tác nhân tương tác với nhau trong vô số câu chuyện khác nhau. Mặc dù ra đời với mục tiêu ban đầu đơn thuần như là bối cảnh nền cho các trận đấu mô hình Tabletop, cung cấp cho người chơi lý do để sát phạt nhau trên các chiến trường mô hình, nhưng sau đó theo thời gian, để tạo thêm chiều sâu và sức hút cho bối cảnh, thì các câu chuyện cụ thể mới đã được dần viết ra để xây dựng dòng thời gian kéo dài hàng chục ngàn năm của nó. Nỗ lực làm giàu lore này đã bắt đầu kể từ những năm 80 và vẫn đang được tiếp tục bởi nhiều tác giả khác nhau thuộc thư viện Black Library, trong đó không chỉ bao gồm việc viết thêm lore mới mà còn cả chỉnh sửa, bổ sung chi tiết cho hệ thống lore có sẵn. Do đó, trong mỗi cuốn tiểu thuyết, tạp chí và sách luật Tabletop mới được xuất bản đều có thể chứa đựng các câu chuyện hoặc chi tiết mới, đảm bảo dòng chảy nội dung luôn được nối dài. Thứ tư, Warhammer 40K là một vũ trụ huyền bí, mơ hồ. Phần lớn lore của 40K được đặc trưng bởi sự thiếu chắc chắn về sự chính xác, tạo ra một bối cảnh nơi sự thật khó nắm bắt và thực tế thường mờ nhạt. Hàng chục ngàn năm xung đột đã khiến lịch sử của Thiên Hà bị phân mảnh. Các sự kiện cổ xưa được coi là truyền thuyết, không có ranh giới rõ ràng giữa thực tế và thần thoại, còn những gì còn lại thường bị bóp méo bởi các nguồn thông tin mâu thuẫn. Thêm vào đó, bản thân các yếu tố hình thành nên vũ trụ này cũng đã làm phức tạp thêm những nỗ lực tìm ra sự thật khách quan với những tính chất phản logic của mình. Tóm lại, trong thế giới này, sự mơ hồ ngữ trị và sự chắc chắn là một điều hiếm có. Điều này đã củng cố hơn nữa màu sắc đen tối của bối cảnh, đồng thời làm tăng thêm chiều sâu của nó với những câu chuyện huyền bí cũng những khả năng bất tận. Cuối cùng, điểm thứ năm bạn cần biết đó là Warhammer 40K không chỉ đơn thuần là khoa học viễn tưởng. Một trong những khía cạnh độc đáo nhất đã định hình sự khác biệt của vũ trụ viễn tưởng này chính là sự pha trộn giữa nhiều thể loại văn học khác nhau. Về cốt lõi, Warhammer 40K là bối cảnh ở tương lai xa với tất cả các đặc điểm nổi bật của thể loại khoa học viễn tưởng truyền thống như công nghệ tiên tiến, du hành vũ trụ và các giống loài ngoài hành tinh. Tuy nhiên, được lồng ghép khéo léo trong nó là các yếu tố siêu hình như ma thuật, quỷ dữ, thần linh, vân vân. Kết quả là một thế giới tương lai độc nhất, vừa viễn tưởng vừa cổ xưa, vừa hoành tráng vừa đáng sợ, nơi công nghệ tiên tiến cùng tồn tại với chủ nghĩa cuồng tín theo phong cách thời kỳ đen tối phương Tây, nơi những cỗ máy chiến tranh tương lai lại được coi là thành tích linh thiêng và các trận chiến giữa các đế chế liên hành tinh lại mang đậm tính chất sử thi thần thoại. Tổng hợp lại, thông qua 5 điểm trên, tôi muốn các bạn hiểu được rằng Warhammer 40K là một bối cảnh giả tưởng đen tối độc đáo và vô cùng rộng lớn, với một hệ thống lore phức tạp bao gồm vô vàn câu chuyện đa dạng và lôi cuốn để bạn tha hồ tìm hiểu. Và cho dù bạn bị thu hút bởi sự kết hợp độc đáo giữa nhiều thể loại khác nhau, bởi những câu chuyện huyền bí và phức tạp hay bởi quy mô choáng ngợp của những cuộc xung đột liên hành tinh, tôi tin rằng vũ trụ tăm tối này đều có thể mang đến cho các bạn một khoảng thời gian giải trí tuyệt vời. Alright, nếu tôi đã thành công trong việc thuyết phục bạn tìm hiểu về những trang sử tăm tối của Warhammer 40K, thì xin chào mừng tới với phần thứ hai của video này, nơi các bạn sẽ chính thức đặt chân lên bề mặt của tảng băng chìm để có được cái nhìn khái quát về những gì mà lore của 40K chứa đựng. Trước khi bắt đầu, xin lưu ý rằng vì đây đơn thuần là một video giới thiệu cho người mới tìm hiểu lore, nên để đảm bảo không làm quá tải thông tin và thời lượng, tôi sẽ chỉ đưa ra những điểm chính cơ bản nhất mà bạn cần biết để có được một cái nhìn chung về vũ trụ 40K, bao gồm các phe phái chính, các nhân vật và các nhân tố quan trọng trong lore theo cách mô tả khái quát mà thôi. Hãy nhớ rằng mỗi câu văn được nhắc tới dưới đây đều có thể được tìm hiểu trong lore một cách vô cùng chi tiết thông qua hàng trăm tác phẩm văn học khác nhau cùng với một kho tàng lore đồ sộ được xây dựng trong gần 4 thập kỷ. Vậy nên đừng vội đánh giá thấp chiều sâu của vũ trụ này chỉ với những điều tôi sắp nêu nhé. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Lấy bối cảnh trong tương lai xa xôi của thiên niên kỷ thứ 41, tức năm 41.000 sau công nguyên, Warhammer 40K được xây dựng dựa trên thiên hà Milky Way của chúng ta, với trái đất và hệ mặt trời vẫn là thủ đô của nhân loại. Tuy nhiên, bản thân thiên hà đã không thể nhận ra theo nhiều cách, trong đó vô số thế lực khác nhau đã tuyên bố chủ quyền đối với hàng triệu hành tinh trên khắp thiên hà, không chỉ bao gồm con người mà còn hàng loạt giống loài ngoài hành tinh khác nhau. Sau nhiều biến cố lớn trong quá khứ, gần như toàn bộ các phe phái này đều đang nằm trong tình trạng chiến tranh triền miên để tranh giành quyền thống trị hoặc đơn giản vì sự sinh tồn. Tuy nhiên, trước khi có thể bắt đầu tìm hiểu cụ thể về các phe phái và sự kiện đó, cần phải hiểu được nhân tố trung tâm cơ bản nhất đã định hình sự khác biệt của vũ trụ 40K, đóng vai trò như là cầu nối giữa khoa học viễn tưởng với các yếu tố siêu nhiên và có ảnh hưởng sâu rộng đến mọi yếu tố khác trong lore.
đó chính là Warp. Cụ thể hơn, thế giới của Warhammer 40k bao gồm hai chiều không gian riêng biệt. Một bên là thực tại hay thế giới vật chất, nơi mà chúng ta đang sống. Còn một bên được gọi là Warp, chiều không gian phi vật chất hay biển linh hồn. Về cơ bản, Warp là một chiều không gian được tạo thành từ nguồn năng lượng tâm linh, bắt nguồn từ linh hồn và cảm xúc của các sinh vật trên thực tại, được gọi chung là năng lượng psychic. Đây chính là nguồn gốc của phép thuật, quỷ dữ và thần linh trong lore, và có ảnh hưởng sâu sắc tới thế giới thực, từ cách du hành và liên lạc giữa các vì sao cho đến định hình đặc điểm của các phe phái trong lore. Theo nhiều cách, Warp là một con dao hai lưỡi đối với tất cả các phe phái của 40k. Một mặt, tính chất vô định về mặt không thời gian của năng lượng psychic cho phép các chủng tộc của thực tại như con người sử dụng Warp như một con đường tắt để vượt qua các giới hạn và định luật của thế giới vật chất để thực hiện du hành không gian nhanh hơn tốc độ ánh sáng xuyên qua thiên hà, biến nó thành một trong những công cụ không thể thay thế trong quá trình bành trướng và sinh tồn của họ. Đồng thời, năng lượng psychic của Warp còn có thể được những cá nhân có khả năng ngoại cảm, được gọi chung là Psyker, sử dụng để tạo ra những tác động phi thường lên không gian thực như biến đổi vật chất hay điều khiển tâm trí. Nhưng mặt khác, Warp cũng là đại diện cho một trong những mối đe dọa khủng khiếp nhất đối với thiên hà, bởi lẽ nó chính là nơi trú ngụ của thế lực hỗn mang. Địa ngục có lẽ là từ hiệu quả nhất để miêu tả về Warp, vì ẩn nấp đằng sau những dòng hải lưu không ngừng thay đổi và những cơn bão xài kích cuồng bạo có thể khiến bất kỳ ai hóa điên loạn là vô số những sinh vật tàn ác luôn trực chờ để xâu xé những linh hồn xấu số. Những sinh vật này được gọi chung là Demons hay quỷ dữ, là tay sai của các ác thần hỗn mang, những thực thể có trí tuệ cổ xưa và hùng mạnh nhất trong Warp. Trong đó bao gồm 4 vị thần là Khorne, Zinj, Nurgle và Slaanesh. Mỗi vị thần này đại diện cho các khía cạnh khác nhau của sự suy đồi, như lòng tham, dục vọng hay sự khát máu. Các vị thần này cũng như tất cả những gì liên quan đến thế lực hỗn mang đều tồn tại nhờ vào nguồn năng lượng xài kích tới từ những mong muốn và cảm xúc tiêu cực của thực tại. Do đó, mặc dù liên tục chống lại nhau trong Warp vì bản chất tàn ác của mình, các ác thần luôn có chung một mục tiêu là sự thống trị hoàn toàn đối với cả hai chiều không gian để mang tới sự khổ hạnh vĩnh viễn cho toàn thiên hà. Vì mục tiêu này, chúng không ngừng tìm cách phá vỡ ranh giới ngăn cách giữa Warp và thế giới vật chất, gieo rắc ảnh hưởng của mình lên thực tại thông qua nhiều cách khác nhau, như thúc đẩy các tai họa tự nhiên, bệnh dịch, thao túng các cuộc xung đột quy mô lớn, hoặc bí mật xây dựng các giáo phái tôn sùng hỗn mang ngay giữa lòng các nền văn minh để mở ra những cánh cổng dẫn tới Warp và cho phép bầy đàn quỷ dữ vô tận của chúng có thể trực tiếp xâm lăng các thế giới của không gian thực. Nhưng sự nguy hiểm của hỗn mang không chỉ bao gồm những hành động hữu hình, mà thông qua mối liên kết tâm linh của thực tại với Warp, các ác thần còn có khả năng làm suy đồi người phàm bằng cách lợi dụng những ham muốn đen tối của họ, hoặc lôi kéo họ với lời hứa về sức mạnh, quyền lực, vân vân, là những món quà luôn được trao đổi bằng chính linh hồn của kẻ cầu xin. Nếu không được ngăn chặn, sự tà hóa của hỗn mang có thể khiến cho những người lính trung thành, những vị chỉ huy lỗi lạc và thậm chí là cả một thế giới hóa điên loạn chỉ trong nháy mắt. Điều đã và đang xảy ra trong suốt dòng lịch sử của thiên hà. Vì những lý do này, thế lực hỗn mang đã đóng vai trò là kẻ giật dây trong liên tiếp nhiều bước ngoặt đen tối đã định hình nên bối cảnh nghiệt ngã của vũ trụ 40k, mà trong đó bị tác động nặng nề nhất chính là loài người. Nhìn chung, chúng ta chính là phe phái trung tâm của 40k vì phần lớn lore đều được kể từ góc nhìn của Imperium of Man hay đế chế nhân loại. Nó bao gồm gần như toàn bộ loài người trong thiên hà. Nó là đế chế hùng mạnh và lâu đời nhất trong toàn bộ lịch sử của con người với hơn 10.000 năm thăng trầm từng mô tả cực kỳ chi tiết trong lore. Tuy nhiên lúc này, bạn chỉ cần biết về Imperium ở hiện tại mà thôi. Ở thiên niên kỷ thứ 41, Imperium là một trong những thế lực lớn nhất trong thiên hà. Sự hùng mạnh của nó gần như không thể được hình dung ở mọi mặt, với lãnh thổ trải dài trên khắp thiên hà, bao gồm ít nhất 1 triệu hành tinh và được bảo vệ bởi một nền quân sự khổng lồ gần như không thể đong đếm, từ hàng nghìn tỷ người lính phàm trần của lực lượng Astra Militarum cho đến các siêu chiến binh của Adeptus Astartes và những cỗ máy chiến tranh thần thánh của Legio Titanica. Tuy nhiên, bất chấp nguồn lực vượt xa sức tưởng tượng của mình, đế chế của loài người lại đang đứng trên bờ vực sụp đổ, với mọi khía cạnh của đời sống đều đang nằm trong tình trạng suy tàn không thể cứu vãn, gây ra bởi sự quản lý yếu kém của giới cầm quyền, sự tha hóa bên trong và tình trạng chiến tranh không ngừng nghỉ với vô số kẻ thù khác nhau. Thông qua sự trớ trêu của số phận, nó vừa là kẻ áp bức tàn bạo nhất, vừa là hộ vệ mạnh mẽ nhất của nhân loại. Ở trung tâm của đế chế là một nhân vật được gọi đơn giản là Hoàng đế. Ông từng là nhà lãnh đạo siêu phàm bí ẩn, đã thống nhất nhân loại trong những cuộc viễn chinh vĩ đại trên khắp thiên hà và thành lập ra Imperium of Man 10.000 năm trước.
song sau đó đã bị thương nặng đến mức không thể phục hồi trong một cuộc nội chiến tàn khốc được gọi là Horus Heresy. Trong đó, người con trai ưu tú nhất của hoàng đế là Horus Lupercal đã phản bội lại cha mình theo sự xúi giục của các ác thần hỗn ma. Cuộc nổi loạn bất ngờ này đã hủy hoại gần như hoàn toàn nỗ lực kéo dài nhiều ngàn năm của hoàng đế về một tương lai phồn thịnh dành cho con người và đẩy Imperium vinh quang một thời vào cảnh hoang tàn. Trên hết, mặc dù Horus đã bị tiêu diệt bởi chính hoàng đế trong cuộc đối đầu cuối cùng, nhưng hắn cũng đã có thể làm ông bị trọng thương. Kể từ đó, hoàng đế đã luôn tồn tại dưới hình dạng của một cơ thể tàn phế, gắn chặt với một thiết bị hỗ trợ sự sống khổng lồ được gọi là Zikoran Throne tại thủ đô của Imperium là trái đất, giờ được gọi là Holy Terra để vinh danh ông. Tuy nhiên, ngay cả khi không thể trực tiếp lãnh đạo nhân loại, hoàng đế vẫn đóng vai trò to lớn trong sự tồn vong của Imperium. Vì với tư cách là Psyker hùng mạnh nhất của loài, diện diện tâm linh khổng lồ của ông trong Warp đã bảo vệ nhân loại khỏi nành vuốt của hồn ma và thắp lên một ngọn hải đăng tâm linh được gọi là Astronomicon để dẫn đường cho các chuyến du hành Warp của con người. Nếu không có sự bảo hộ và dẫn đường của hoàng đế, sự thống nhất của Imperium sẽ không thể được duy trì và nhân loại sẽ nhanh chóng diệt vong. Chính nhờ nỗ lực siêu phàm này của hoàng đế mà sau hàng ngàn năm phát triển trái với mong muốn của chính ông về một nền văn minh dựa trên khoa học, thì việc tôn thờ hoàng đế đã ăn sâu vào mọi khía cạnh của Imperium, dần biến nó thành một nhà nước thần quyền cực đoan khổng lồ. Trong đó, gần như mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả cách tiến hành chiến tranh cũng dựa trên sự tôn thờ vị chúa đế bất tử, và tất cả những ai dám công khai chống lại các giáo điều của nó đều sẽ bị gán tội dị giáo và từng phải đối mặt với những hình phạt khủng khiếp nhất. Sự xung đạo này đã có tác dụng đoàn kết nhân loại thông qua một đức tin chung và trao cho họ hy vọng về sự cứu rỗi trong hiện thực nghiền ngã của mình sau Horus Heresy. Tuy nhiên, đồng thời, sự cuồng tín này đã ngày càng khiến cho sự suy tàn của Imperium sau nội chiến trở nên trầm trọng hơn, với nền giáo dục bị thay thế bằng mê tín dị đoan, kiến thức bị kiểm soát gắt gao và các nỗ lực đổi mới bị coi là tà giáo, trong khi các thành tựu khoa học công nghệ của quá khứ bị coi là thành tích linh thiêng. Giờ đây, 10.000 năm sau khi hoàng đế rời khỏi vị trí lãnh đạo, Imperium đã trở thành một nhà nước thần quyền bán phát xít tàn bạo, được mô tả là thể chế đẫm máu nhất có thể tưởng tượng được. Nó được xây dựng dựa trên sự áp bức của chủ nghĩa toàn trị, sự cuồng tín tôn giáo và các cuộc chiến tranh không ngừng nghỉ. Trong đó, hàng tỷ tỷ con người chen chúc trên hàng triệu thế giới bị kìm kẹp bên dưới ách đồ hộ của Imperium, phần lớn phải chịu sự thống khổ cùng cực bên trong các lục địa nhà máy ô nhiễm hoặc tham gia vào các chiến trường tàn khốc với thương vong lên tới hàng tỷ mỗi ngày. Và niềm hy vọng duy nhất về tương lai chỉ có thể được tìm thấy thông qua đức tin vào vị chúa đế đã không đáp lại lời cầu nguyện của họ trong hơn 10.000 năm. Trải qua nhiều thiên niên kỷ chiến tranh đẫm máu với một niềm tin tuyệt đối về quyền thống trị của nhân loại đối với thiên hà, Imperium đã trở nên thù địch đối với gần như tất cả các giống loài khác, coi tất cả những ai không thuộc nhân loại hoặc không thể khai thác vì lợi ích của nhân loại đều cần phải bị tiêu diệt. Điều này được thực hiện thông qua nhiều biện pháp tàn bạo khác nhau, từ các cuộc săn lùng đơn lẻ cho đến các chiến dịch diệt chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, kẻ thù của nhân loại không chỉ tới từ bên ngoài. Kể từ thảm kịch Horus Heresy, sự tha hóa của hồn ma đã luôn là một trong những mối đe dọa hàng đầu đối với sự ổn định của Imperium. Những lời thì thầm của các ác thần không ngừng len lỏi vào mọi tầng lớp xã hội, tìm cách làm suy đổi mọi thứ mà nó chạm vào, biến những con người trung kiên thành phản trắc và bao trùm những thế giới xấu số trong sự điên loạn vĩnh hằng. Buộc Imperium luôn phải cảnh giác và sử dụng những biện pháp cứng rắn nhất để ngăn chặn sự tha hóa của hồn ma ở bất kỳ nơi nào nó xuất hiện, bất kể cái giá phải trả. Bản thân Imperium of Man là một thế lực khổng lồ với hàng loạt phe phái phụ khác nhau bên trong nó. Mỗi phe phái này đều nắm giữ vai trò riêng trong cấu trúc của Imperium với những đặc trưng, mục tiêu và xung đột riêng của mình. Và dưới đây là những phe phái nổi bật mà bạn cần biết. Đầu tiên là Space Marines, hay còn được gọi là Adeptus Astartes, là lực lượng quân sự tinh nhuệ mạnh mẽ nhất của Imperium. Mặc dù chỉ bao gồm vài triệu chiến binh trên khắp thiên hà, mỗi Space Marine đều là một siêu chiến binh được cường hóa sinh học thông qua biến đổi gen và có khả năng đánh bại hàng trăm người thường trên chiến trường. Vượt trội hơn mọi mặt so với những con người bình thường và được trang bị những công nghệ và vũ khí mạnh mẽ và đáng sợ nhất mà Imperium sở hữu, sẵn sàng đối mặt trực tiếp với những kẻ thù khủng khiếp nhất của nhân loại. Tuy nhiên, cũng bởi sức mạnh vượt trội của mình, các Space Marine là đại diện cho một con dao hai lưỡi đối với Imperium. Ví dụ rõ ràng nhất là trong sự kiện Horus Heresy, khi 9 trong tổng số 18 quân đoàn Space Marine gốc đã bị tha hóa bởi thế lực hỗn ma và phản bội lại Imperium theo lời kêu gọi của Horus, gây ra sự tàn phá không thể tưởng tượng được trên quy mô thiên hà. Cho đến tận ngày nay, các quân đoàn phản bội được gọi chung là Chaos Space Marines vẫn luôn là một trong những mối đe dọa thường trực lớn đối với các vùng lãnh thổ của Imperium và là công cụ đắc lực để thế lực hỗn ma mở rộng ảnh hưởng của mình trong không gian thực.
Thứ hai là Astra Militarum, còn được gọi là Imperial Guard, là tổ chức quân sự lớn nhất trong Imperium nói riêng và trên toàn thiên hà nói chung. Không giống như các Space Marine được cường hóa gen, Imperial Guard bao gồm hàng ngàn tỷ người đàn ông và phụ nữ bình thường. Sức mạnh của họ nằm ở quân số và hỏa lực áp đảo, thường chiến đấu trong các chiến dịch liên hành tinh với hàng triệu quân lính trong mỗi đợt tiến công, khiến cho cuộc sống trong Astral Militarum rất tàn khốc và ngắn ngủi. Những người lính, được gọi chung là các Guardsmen, thường không gì hơn là bia đỡ đạn trong các trận chiến bất tận của đế chế. Nhưng mặc dù có vẻ yếu đuối so với các thế lực mà họ phải đối mặt, Astral Militarum luôn là xương sống của sức mạnh quân sự của đế chế và sức kiên cường của họ đã giữ vững phòng tuyến của nhân loại chống lại vô số kẻ thù khác nhau trong hơn 10.000 năm. Tiếp theo là Adeptus Mechanicus, là một trong những tổ chức lớn nhất và đặc biệt nhất trong Imperium. Với đầu não tại Sawa, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng trong Imperium Upman với tư cách là tổ chức nắm giữ và sản xuất gần như toàn bộ công nghệ của Imperium với quyền kiểm soát các Vogue, là các thế giới được biến đổi để trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp khổng lồ, chịu trách nhiệm bảo trì và sản xuất mọi thứ, từ các chiến hạm không gian dài nhiều km cho đến những bảng mạch nhỏ nhất. Đồng thời, các lực lượng quân sự của tổ chức này cũng đóng vai trò không nhỏ trong nỗ lực chiến tranh của Imperium, với sức mạnh từ các quân đoàn Skitari được cường hóa bằng máy móc cho đến các quân đoàn Titan huyền thoại. Nhưng chớ trêu thay, bất chấp tầm quan trọng về mặt công nghệ của mình, Mechanicus lại là một trong những tổ chức đi đầu trong việc kìm hãm sự đổi mới trong Imperium. Bởi lẽ, các giáo sĩ công nghệ của Sao Hoa đã tôn thờ một vị thần được gọi là Omessiah, tin rằng vị thần này đã ban cho loài người tất cả máy móc và công nghệ mà họ cần trong thời kỳ hoàng kim của nhân loại trước đó hàng ngàn năm. Do đó, họ coi công nghệ và máy móc là linh thiêng, đối xử với những cỗ máy cổ xưa bằng sự sùng kính tôn giáo, và bất kỳ nỗ lực chỉnh sửa hay cải tạo nào đối với công nghệ đều bị coi là báng bổ đối với vị thần máy và bị cấm đoán nghiêm ngặt. Thay vào đó, họ theo đuổi sứ mệnh khôi phục sức mạnh tri thức của nhân loại thông qua việc tìm lại các công nghệ đã bị thất lạc từ một quá khứ tiến bộ hơn. Tiếp đến là Tòa Thẩm giáo tối cao, The Inquisition, là một trong những tổ chức quyền lực và khét tiếng nhất trên toàn Imperium. Nhiệm vụ của nó là đảm bảo sự tồn tại của nhân loại thông qua việc loại bỏ tận gốc mầm mống của dị giáo, sự tha hóa và ảnh hưởng của các thế lực thù địch, từ phiến quân cho đến các giống loài ngoài hành tinh và hồn ma. Với trọng trách to lớn này, các đặc vụ Inquisitor của Tòa Thẩm giáo đứng trên luật pháp của đế chế và chỉ khuất phục trước ý chí trực tiếp của hoàng đế. Điều này cho phép họ chỉ huy các nguồn lực quân đội thuộc các phe phái khác của đế chế để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng trên hết, các Inquisitor còn có thể thực hành các biện pháp cực đoan nhất để đảm bảo sự sống còn của Imperium, trong đó bao gồm Exterminators, mệnh lệnh tiêu diệt toàn bộ dân số của một hành tinh nếu nó bị coi là tha hóa đến mức không thể cứu vãn được, khiến cho sự hiện diện đơn thuần của họ trở thành một trong những cơn ác mộng tồi tệ đối với nhiều thế giới của Imperium. Nhân loại luôn bị đe dọa bởi nhiều kẻ thù khác nhau, do đó cơ cấu tổ chức của Inquisition cũng được chia thành nhiều nhánh thích hợp, trong đó bao gồm ba cơ quan chính, còn được gọi là các Order, bao gồm Order Hereticus, chuyên săn lùng những kẻ dị giáo và nổi loạn; Order Xenos, giải quyết các mối đe dọa từ các giống loài ngoài hành tinh; và Order Marinus, với nhiệm vụ trực tiếp chống lại các lực lượng quỷ dữ từ Warp. Tổ chức tiếp theo, Adeptus Terra, là đầu não của bộ máy quan liêu khổng lồ cai quản đế chế của con người, còn được gọi là Giáo hội Trái đất. Nó chịu trách nhiệm điều hành mọi khía cạnh của công tác quản lý hàng ngày trên hàng triệu thế giới của Imperium. Ảnh hưởng của Adeptus Terra bao trùm mọi mặt đời sống, bao gồm thuế, luật pháp, phân bổ tài nguyên và chiến lược quân sự. Nhưng mặc dù đóng vai trò tất yếu trong việc duy trì hoạt động của đế chế, nó lại là ví dụ hoàn hảo về sự suy tàn của Imperium, với một bộ máy quan liêu cồng kềnh, chậm chạp và phương pháp quản lý yếu kém, ngày càng khiến cho các thế giới mà nó cai trị lún sâu hơn vào đói nghèo, lạc hậu và sự mê tín dị đoan. Tiếp theo là Giáo hội Hoàng gia Ecclesiarchy hay Adeptus Ministerium, là cơ quan tôn giáo của đế chế, chịu trách nhiệm truyền bá và củng cố đức tin của Imperium vào hoàng đế. Kể từ sau Horus Heresy, niềm tin vào hoàng đế là trung tâm cho sự gắn kết của nhân loại, và Giáo hội Hoàng gia đã không ngừng thúc đẩy sự cuồng tín thông qua các học thuyết tôn giáo hà khắc. Họ sở hữu các nhà thờ trên gần như toàn bộ thế giới của đế chế, nơi thuyết giáo cho quần chúng và đưa ra lời biện minh cho những hành động tàn nhẫn mà Imperium thực hiện đối với kẻ thù. Ảnh hưởng của Giáo hội Hoàng gia chạm đến mọi khía cạnh của cuộc sống trong Imperium, nơi đức tin thường được coi là biện pháp hiệu quả nhất để chống lại nỗi kinh hoàng của thiên hạ. Adeptus Toloritas hay Sister Battle là lực lượng quân sự chính của Giáo hội Hoàng gia. Họ là một lực lượng quân sự toàn nữ được biết đến với lòng nhiệt thành tôn giáo không thể lay chuyển, chiến đấu với sự thù ghét tuyệt đối và sử dụng những vũ khí được ban phước trong các thánh đường của Ecclesiarchy để thanh trừng dị giáo ở bất kỳ nơi nào nó được tìm thấy. Lòng mộ đạo mạnh mẽ và sự căm thù hỗn mang sâu sắc đã khiến họ trở thành một trong những lực lượng trung thành nhất của Imperium đối với đức tin vào hoàng đế.
cuối cùng là Adeptus Custodes, lực lượng hộ vệ của chính hoàng đế, bao gồm 10.000 chiến binh vô song, được cường hóa thông qua kỹ thuật biến đổi gen tiên tiến nhất và được đào tạo đến mức hoàn hảo bởi chính hoàng đế. Họ không chỉ đơn thuần là những chiến binh bất khả chiến bại, mà còn là những học giả thông tài đã từng sát cánh cùng hoàng đế như là những hộ vệ và cố vấn từ trước khi Imperium tồn tại. Ở thế niên kỷ thứ 41, nhiệm vụ chính của họ là bảo vệ cung điện hoàng gia và cơ thể vật lý của hoàng đế trên ngai vàng. Trước sự canh gác của họ, đã không một kẻ thù nào có thể chạm vào vị vua của nhân loại trong suốt hơn 10.000 năm qua. Nỗ lực không mệt mỏi của các tổ chức này chính là lý do cho sự trường tồn của Imperium, đồng thời là tác nhân trực tiếp cho những mặt trái của nó. Và trong khi những cái tên nói trên thường chiếm ưu thế trong lore, thì vẫn còn rất nhiều tổ chức khác hoạt động bên trong Imperium Upman, từ những nữ thợ săn Psyker của Sister of Silence cho đến các hạm đội hùng vĩ của Imperial Navy. Mỗi tổ chức này, ngay cả khi ít được biết đến hơn, cũng đều đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cai trị của đế chế trên khắp thiên hà. Tuy nhiên, mặc dù được thống nhất dưới ngọn cờ của hoàng đế nhân loại, các mục tiêu và học thuyết khác nhau của các tổ chức này luôn đe dọa đến sự cân bằng quyền lực mỏng manh đã giúp duy trì bộ máy của Imperium với những cuộc xung đột nội bộ và căng thẳng chính trị, liên tục tạo nên những viễn cảnh bấp bênh về tương lai. Những điều này đã khiến Imperium trở thành một trong những tổ chức hùng mạnh nhất, tồi tệ nhất và phức tạp nhất mà bạn có thể tìm được trong một vũ trụ viễn tưởng. Tìm hiểu về Imperium Upman là bước chân vào một thế giới phản địa đàng bi tráng và trớ trêu, nơi sự áp bức tàn bạo là cần thiết cho sự sinh tồn. Sự tự phản đặc sắc này, cùng với chiều sâu nội dung lớn, phức tạp, đã khiến đây trở thành phe phái hấp dẫn nhất để bạn tìm hiểu trong lore của Warhammer 40K. Trong khi đế chế con người vật lộn để duy trì trật tự trên các vùng lãnh thổ rộng lớn của mình, nó liên tục phải đối mặt với các mối đe dọa từ cả trong lẫn ngoài. Nếu thế lực hỗn mang đại diện cho mối họa siêu nhiên với khả năng tha hóa nhân loại từ bên trong, thì các giống loài ngoài hành tinh chính là mối đe dọa bên ngoài hữu hình và là kẻ thù mà Imperium thường xuyên đối mặt hơn cả. Được gọi chung là Xenos, mỗi chủng loài này đều có nền văn hóa, công nghệ và mục tiêu riêng biệt. Song tất cả đều bị coi là thù địch bởi Imperium. Trong lo, có 6 loài Xenos chính mà bạn cần biết. Đầu tiên là loài Orc, là một chủng tộc man rợ với mục tiêu sống chỉ hướng về sự hưng phấn của các cuộc chiến tranh bất tận. Chúng là những sinh vật to lớn, tàn bạo, có đầu óc khá đơn giản và vô cùng lì đòn. Với cơ chế phát triển đặc biệt cần giống với thực vật và được thúc đẩy bởi ham muốn chiến đấu nguyên thủy, loài Orc tập hợp thành những bầy đàn khổng lồ được gọi là các clans và liên tục gây chiến với mọi chủng tộc khác của thiên hà, bao gồm cả các clan Orc khác, với đỉnh điểm là các của Gua, nơi chúng tổ chức thành một đạo quân khổng lồ để càn quét các vì sao mà không cần đến một mục tiêu cụ thể ngoài sự đổ máu và hủy diệt đơn thuần. Nỗ lực chiến tranh của loài Orc phụ thuộc vào các công nghệ rất thô sơ và nhìn chung là phản khoa học nhưng lại hoạt động hiệu quả một cách thần kỳ. Bởi lẽ loài này có một mối liên kết tâm linh đặc biệt với Warp mà ngay cả những nhà thần học lỗi lạc nhất thiên hà cũng không thể hiểu được, cho phép chúng vượt qua giới hạn của các định luật vật lý và biến đổi thực tại khi niềm tin chung của chúng đủ lớn. Các cuộc xâm lược của Orc thường có quy mô thiệt hại kéo dài trên nhiều hệ sao, số lượng gần như vô tận và nhu cầu chiến tranh không ngừng nghỉ khiến chúng trở thành mối đe dọa thường trực đối với tất cả mọi nền văn minh của thiên hà. Tuy nhiên, mặc cho những đặc điểm đáng sợ này, thái độ phấn khởi đến kỳ lạ trước bối cảnh chiến tranh, cách hoạt động bằng niềm tin theo đúng nghĩa đen của công nghệ và lối tư duy có phần đơn giản chỉ mong muốn được chiến đấu của loài Orc đã không ít lần khiến phe phái này đóng vai trò là yếu tố gây cười hiếm hoi trong vũ trụ 40K. Loài Xenos tiếp theo là Eldar hay Eldari, một chủng loài được biết đến với sự thông thái, vẻ ngoài mảnh mai và sự tinh tế trong cả nghệ thuật lẫn chiến tranh. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng này là một bi kịch đen tối. Trước đó hàng chục triệu năm, đế chế của Eldar trải dài khắp thiên hà và chúng đã tận hưởng cuộc sống xa hoa và tự do không kể xiết. Nhưng rồi, lòng kiêu hãnh và sự sa đọa quá mức của chúng được tích tụ qua hàng triệu năm trong Warp đã dẫn đến sự ra đời của Slaanesh, vị ác thần hỗn mang từ từ. Sự xuất hiện của Slaanesh đã hủy diệt hoàn toàn đế chế hùng mãnh của Eldari và tiêu diệt hầu hết các Eldar trong thiên hà chỉ trong một khoảnh khắc. Những Eldar còn may mắn sống sót sau đó đã chia thành các nhánh khác nhau, bao gồm Ashujani Khakko sống trên những con tàu không gian khổng lồ được gọi là Crab Wars. Các Heliquin bí ẩn phụng sự Kegorak, một trong những vị thần còn lại của loài Eldar với sứ mệnh tái sinh giống loài. Và Drukhari hay Dark Eldar, những kẻ sáng ngã tàn bạo ẩn mình bên trong bóng tối của Webway, một hệ thống đường hầm ma thuật khổng lồ nằm giữa Warp và không gian thực. Giờ đây, Eldar là một chủng tộc đang tàn lụi, chúng cố gắng giành giật từng tia hy vọng để cứu vãn những gì còn lại và né tránh sự tuyệt chủng. Dù vậy, với sự thông thái và sự vượt trội về công nghệ cũng như sức mạnh tâm linh, Eldar vẫn là một lực lượng đáng gờm trong thiên hà
không ngừng tham gia vào những cuộc chiến bất tận để theo đuổi sự cứu rỗi cho giống loài. Đối với các chủng tộc khác, chúng là một thế lực vô cùng nhàm hiểm, thường xuyên lợi dụng các giống loài khác mà chúng coi là thấp kém hơn để đạt được những mục tiêu riêng của mình, trong đó gồm cả Imperium of Man, với nhiều sự kiện mà loài Eldar vừa đóng vai trò là đồng minh vừa là kẻ đâm lén. Loài Xenos thứ ba là Necron, một chủng tộc ngoài hành tinh hùng mạnh, thậm chí còn cổ đại hơn cả loài Eldar. Ban đầu là những sinh vật hữu cơ yếu ớt được gọi là Necrontyr, bị đày đọa với một cuộc sống ngắn ngủi và đau đớn dưới ánh sáng phóng xạ khắc nghiệt của ngôi sao mẹ sắp sửa lụi tàn. Trong nỗ lực tìm kiếm sự giải thoát, loài Necrontyr đã thực hiện một thỏa thuận đen tối với các thực thể cổ đại nhất thiên hà, được gọi là Catan, với sức mạnh làm chủ vật chất như thần thánh. Các Catan đã hứa hẹn ban tặng sự sống vĩnh cửu để đổi lại với sự phục tùng của loài Necrontyr. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho điều này là quá khủng khiếp. Loài Necrontyr đã bị tước bỏ cơ thể và linh hồn của mình, trở thành Necron, những tâm trí vô hồn bị giam cầm bên trong cơ thể làm thực kim loại sống bất diệt. Nhận ra sai lầm của mình quá muộn màng, Zarek, vị vua câm lặng cuối cùng của loài Necron, đã lãnh đạo một cuộc nổi dậy để hạ bệ các Catan trong một loạt những cuộc chiến khủng khiếp. Sau đó, vì nhận ra thiên hà đã quá hoang tàn, loài Necron đã bước vào một giấc ngủ sâu kéo dài hàng chục triệu năm bên trong các thế giới mộ khổng lồ của mình, chờ đợi khoảnh khắc thích hợp để thức tỉnh và giành lại quyền thống trị của mình. Ngay cả sau cuộc chiến tàn khốc kéo dài nhiều triệu năm với Catan, Necron vẫn là một trong những thế lực hùng mạnh nhất thiên hà, với vô số đạo quân kim loại bất tử đang chờ đợi được thức tỉnh và sở hữu những công nghệ siêu việt vượt xa hầu hết các chủng tộc non trẻ trong thiên kỷ thứ 41, cho phép chúng thao túng thời gian, không gian và vật chất. Giờ đây, khi các vì sao lại một lần nữa bùng nổ với sự sống, các vương triều Necron cổ xưa đang trỗi dậy theo tiếng gọi của vị vua câm lặng một lần nữa, tìm cách tiêu diệt mọi sự sống hữu cơ và cắt đứt mối liên kết của thực tại với Warp để chiếm hữu thiên hà cho riêng mình. Tiếp theo là loài Tau, một loài Xenos nổi bật với sự tương phản đối với thế giới phản địa đáng u ám của Imperium. Không giống như phần lớn các chủng tộc khác, đế chế của loài Tau hoạt động dựa trên nguyên tắc cốt lõi được gọi là Đại Thiện hay Tauva theo ngôn ngữ bản địa. Nó xoay quanh sự đoàn kết, hợp tác của tất cả các chủng loài và đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Tư tưởng này đã thúc đẩy loài Tau thực hiện các nỗ lực bành trướng lãnh thổ tà bạo để tìm cách thu phục các chủng loài khác vào đế chế của mình với lời hứa hẹn về một tương lai hòa bình và thịnh vượng. Bên ngoài, đây có vẻ là một sứ mệnh cao cả, đặc biệt là trong bối cảnh đen tối như Warhammer 40K, nơi hầu hết các phe phái khác bị chi phối bởi khao khát chinh phục, cuồng tín tôn giáo hoặc khao khát bạo lực thuần túy. Tuy nhiên, tầm nhìn của loài Tau về đại thiện lại phức tạp và xảo quyệt hơn so với vẻ bề ngoài rất nhiều. Mặc dù chúng không tìm cách thống trị bằng sự tàn nhẫn rõ ràng như các phe phái khác, nhưng ẩn sau những lời lẽ lý tưởng, Tau áp đặt quan điểm cứng nhắc của mình về trật tự lên thiên hà, với mục tiêu trung tâm vẫn là kiểm soát tuyệt đối. Chúng khuyến khích hòa bình và ngoại giao, song những ai chống lại đại thiện đều nhanh chóng phải đối mặt với chiến tranh. Tau là bậc thầy của chiến tranh tầm xa, sử dụng các bộ giáp chiến đấu tiên tiến, phương tiện không người lái và vũ khí năng lượng để tiêu diệt kẻ thù một cách chính xác từ xa. Những đề nghị ngoại giao của loài Tau cũng thường mang tính cưỡng ép, với nhiều chủng tộc bị ép buộc gia nhập đại thiện hoặc phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Khi đã được tích hợp, các chủng tộc này buộc phải phục vụ cho lợi ích của đế chế Tau, phải từ bỏ văn hóa và quyền tự trị của mình theo hệ thống phân cấp của Tau, và những ai không tuân theo đại thiện đều sẽ nhanh chóng bị loại bỏ thông qua sự thao túng tinh vi hoặc bằng vũ lực thô bạo. Mặc dù vẫn còn tương đối nhỏ so với các thế lực lâu đời hơn trong thiên hà và chỉ có rất ít kiến thức về Warp cũng như mối hiểm họa tâm linh mà nó chứa đựng, nhưng sự bành trướng lãnh thổ và sức mạnh công nghệ ngày càng gia tăng đang khiến Tau trở thành mối họa cần phải loại bỏ trong mắt nhiều phe phái, đặc biệt là Imperium, vì các vùng lãnh thổ biệt lập của nó ở rìa cực đông thiên hà đang bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các nỗ lực đồng hóa của lý tưởng đại thiện. Cuối cùng, chúng ta đến với loài Tyranid, một trong những chủng tộc đáng sợ và bí ẩn nhất trong vũ trụ Warhammer 40K. Không giống với các phe phái khác, thường tiến hành chiến tranh để chinh phục hoặc vì các mục tiêu tôn giáo, Tyranid xâm nhập Milky Way từ khoảng không giữa các thiên hà và hoạt động vì mục tiêu duy nhất, đó là ăn tất cả các vật chất sinh học để làm nhiên liệu cho sự phát triển và tiến hóa không ngừng nghỉ của mình. Chúng là một tổ chức phức tạp, bao gồm vô số dạng sống khác nhau, từ những sinh vật có kích thước vi mô cho đến những con tàu vũ trụ sống khổng lồ dài nhiều km. Song tất cả đều được điều khiển thông qua sức mạnh tâm linh bởi một trí tuệ tập thể được gọi là Hive Mind, nằm bên ngoài thiên hà. Nó không chỉ kết nối tất cả các sinh vật thuộc loài Tyranid mà còn kiểm soát chúng như thể các chi trong cùng một cơ thể khổng lồ, cho phép hàng tỷ cá thể Tyranid trong một đàn có khả năng hoạt động đồng bộ với nhau, thực hiện các chiến lược phức tạp mà không cần mệnh lệnh riêng lẻ. Thêm vào đó, còn cho phép chúng khả năng thích nghi cực kỳ nhanh chóng với mọi mối đe dọa, liên tục tiến hóa dựa trên nguồn gen thu thập được từ con mồi
để tạo nên vũ khí và phương pháp phòng thủ mới để đối phó với chiến thuật của kẻ thù. Một trong những khía cạnh đáng sợ nhất của loài Tyranids là khả năng xâm nhập và làm suy yếu các thế giới con mồi từ lâu trước khi cuộc xâm lược thực sự bắt đầu. Chúng sử dụng các sinh vật chuyên biệt, nổi bật nhất là loài Gene Stealer, để bí mật xâm nhập vào các cộng đồng văn minh. Những kẻ xâm nhập này lén lút phát tán vật chất di truyền của mình, tạo ra các giáo phái bí mật thờ phụng Hive Mind và chuẩn bị cho cuộc tấn công. Theo thời gian, các giáo phái này sẽ làm suy yếu khả năng phòng vệ của thế giới mục tiêu bằng các cuộc nổi dậy bất ngờ nhằm gây ra sự hỗn loạn và làm tê liệt hệ thống phòng thủ của hành tinh, mở đường cho bầy đàn chính ập đến. Trong chiến trường trực diện, Tyranids là một kẻ thù khủng khiếp, luôn tấn công tổng lực với số lượng lên tới hàng tỷ sinh vật khát máu để áp đảo kẻ thù, trong khi các con tàu sinh học khổng lồ của chúng rút cạn mọi vật chất hữu cơ của hành tinh để làm nhiên liệu cho mục tiêu tiếp theo của cuộc săn bất tận. Khác với các kẻ thù thông thường, không ai có thể thương lượng hay khiến Tyranids mất tinh thần, vì chúng không có ý thức cá nhân, không biết sợ hãi và không có mục tiêu nào khác ngoài việc ngấu nghiến tất cả mọi thứ. Đối đầu với bầy đàn của Hive Mind là đối đầu với loài dã thú đứng đầu chuỗi thức ăn của vũ trụ, không thể ngăn cản, luôn tự điều chỉnh và thích nghi để hạ gục mọi con mồi. Những lý do này đã khiến loài Tyranids trở thành một trong những thế lực đáng sợ nhất trong thiên hà, không chỉ thách thức sức mạnh quân sự đơn thuần của các chủng loài khác mà còn đe dọa đến sự tồn tại của bản thân sự sống. Vì nằm bên ngoài giới hạn thiên hà nên quy mô và khởi nguồn thực sự của chúng vẫn chưa thể được xác định. Nhưng kể từ lần chạm trán quy mô lớn đầu tiên với loài này vào những thập kỷ cuối của thế niên kỷ thứ 41, liên tiếp nhiều bầy đàn Tyranids khổng lồ được gọi là Hive Fleet khác nhau đã xâm nhập thiên hà từ mọi hướng, tạo ra những cuộc diệt chủng lớn trên hàng trăm hệ sao. Trong đó phần lớn chỉ có thể bị làm chậm hoặc tạm thời bị đẩy lùi bởi nỗ lực của nhiều phe phái khác nhau. Nếu tiếp tục tiêu diễn theo chiều hướng này, thì loài Tyranids rất có thể là tác giả cho sự tuyệt chủng của toàn bộ sự sống trong thiên hà tương lai. Tổng kết lại, mỗi phe phái trên đều đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình nên thiên hà rộng lớn của Warhammer 40K theo các cách riêng của mình. Đối với những người mới tìm hiểu về lore, điều quan trọng cần nhớ là không có một phe phái nào hoàn toàn là thiện hay ác trong 40K. Mỗi bên đều có động cơ hành động riêng, thúc đẩy họ đấu tranh để giành quyền kiểm soát hoặc sinh tồn. Cùng nhau, các phe phái này tạo ra một thế giới sống động với vô vàn những câu chuyện đa dạng, không ngừng tăng thêm chiều sâu cho bức tranh về một thiên hà bị nhấn chìm trong chiến tranh vĩnh hằng. Và vừa rồi là phần tổng quan về thế giới và các phe phái chính thuộc vũ trụ Warhammer 40,000. Hy vọng tôi đã giúp các bạn có được một cái nhìn khái quát về vũ trụ này và tìm ra cho mình được phe phái mà mình muốn tìm hiểu. Nếu bạn đã có được ý tưởng chung về nó rồi, thì đã đến lúc để chúng ta cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. Đó là tìm hiểu lore bằng cách nào, ở đâu, hay cụ thể hơn là bạn cần tìm hiểu về điều gì sau video tổng quan này. Trước khi đi vào cách tìm hiểu, chúng ta sẽ cần phải nói về một vấn đề khá đau đầu mà các bạn sớm muộn gì cũng phải đối mặt khi đọc về 40K, đó là vấn đề về canon trong lore. Đối với những ai chưa biết thì canon là một khái niệm để chỉ chung các thông tin được công nhận là chính xác, đúng sự thật theo lore. Vậy tại sao nó lại là vấn đề ở đây? Như đã giới thiệu, lore của Warhammer 40K rất phức tạp và mơ hồ. Nó là một bối cảnh được xây dựng từ hàng ngàn câu chuyện chồng chéo nhau đến từ nhiều tác giả. Và phần lớn trong số này lại được trình bày cho người đọc thông qua góc nhìn, lời kể của các nhân vật phe phái bên trong vũ trụ. Một vũ trụ loạn lạc đánh nhau suốt ngày, nơi hầu như ai cũng đang bị lừa hoặc đang cố đánh lừa theo một cách nào đó. Đặc biệt là điểm nhìn của các nhân vật con người thường bị ảnh hưởng nặng bởi các biện pháp tuyên truyền kiểm soát kiến thức gắt gao để thao túng dân chúng của Imperium. Do đó chắc hẳn bạn cũng thấy là thông tin lấy từ đây đáng tin cậy như nào rồi đấy. Hệ quả là một thông tin có thể có cùng lúc nhiều phiên bản trái ngược nhau hoàn toàn tùy thuộc vào nguồn được kể trong lore, khiến cho việc phân biệt đâu là canon thực sự dường như bất khả thi. Ví dụ nổi bật nhất cho điều này là có ít nhất 3 phiên bản khác nhau về nguồn gốc của nhân vật hoàng đế. Phiên bản thứ nhất, theo một trong những cuốn sách lột đầu tiên của 40K với tựa The Lost and the Damned xuất bản năm 1990, nói rằng hoàng đế là kết quả của một nghi lễ tự sát tập thể của hơn 1.000 shaman là những sai cơ đầu tiên của loài người trong thời kỳ đồ đá. Phiên bản thứ hai được gợi ý trong các cuốn Master of Mankind và The Outcast Dead thuộc series tiểu thuyết về sự kiện Horus Heresy lại gợi ý rằng hoàng đế là một Perpetual, một dạng người đột biến của nhân loại với khả năng bất tử, đã tồn tại ngay từ khởi đầu của loài người chứ không được sinh ra như một nghi lễ tâm linh. Trong khi đó, phiên bản thứ ba trái ngược với các nguồn gốc mang tính khoa học lịch sử này, tới từ góc nhìn bên trong vũ trụ, đặc biệt là từ các nhân vật thuộc giáo hội Ecclesiarchy, lại cho rằng hoàng đế là một vị thần thực sự, tương tự như chúa trời, do đó đã luôn tồn tại mà không có khởi đầu thực sự nào. Đây chỉ là một trong hàng tá những khía cạnh mơ hồ khác về hoàng đế, một trong những nhân vật quan trọng nhất của bối cảnh.
Nhưng ngay cả những chi tiết nhỏ hơn cũng mang đầy mâu thuẫn. Ví dụ, trong cuốn Red Fury của James Wallow chứa một tuyển truyện gợi ý rằng Chapter Space Marines Blood Angel đã được chữa lành khỏi căn bệnh di truyền trong nguồn gen của họ được gọi là Zerathus. Tuy nhiên, trong những cuốn sách sau đó, cụ thể như Devastation of Bar của Chris Wright, họ không những vẫn còn mang Zerathus mà căn bệnh này còn đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của tác phẩm này nữa cơ. Nói chung, tình trạng lo cuốn sau dẫm chân lo cuốn trước xảy ra khá phổ biến trong các tác phẩm văn học về 40K. Có lẽ đến đây nhiều bạn đã thắc mắc tại sao không gọi đây là retcon, thuật ngữ chỉ việc xóa bỏ lo cũ và thay thế với lo mới. Well, đơn giản vì đây không phải là retcon. Các phiên bản mới của một sự kiện, nhân vật có thể được viết ra và được cộng đồng cập nhật và chấp nhận là lo mới, nhưng những phiên bản cũ hơn của chúng vẫn tồn tại và không bao giờ bị bác bỏ công khai bởi các tác giả. Còn phiên bản mới cũng không được khẳng định chắc chắn là sự thật 100%, đồng nghĩa với việc bạn có thể chọn tin tưởng vào bất kỳ phiên bản nào mà không ai có thể thực sự nói là bạn sai cả. Theo như chính những phát biểu từ các tác giả lớn trong Black Library, điều này có thể gói gọn lại trong câu tất cả đều là canon, nhưng không phải mọi thứ đều là sự thật. Điều này cho thấy rằng sự thiếu mạch lạc trong việc viết lo chính là lựa chọn có chủ đích của các tác giả nhằm tạo nên bối cảnh có chiều sâu hơn với nhiều góc nhìn khác nhau về một vấn đề, củng cố thêm tính chất huyền bí u ám của bối cảnh. Qua đây còn kích thích tính tò mò của người đọc theo cách mà lối kể chuyện tuyển tính rõ ràng khó có thể làm được. Tất nhiên, mặt trái của nó là gây ra sự ức chế không nhỏ cho những ai mong đợi một tuyển chuyện rõ ràng dễ hiểu. Vì lý do này, lời khuyên tốt nhất của tôi là hãy học cách chấp nhận sự hỗn loạn của lo, vì nó chính là một trong những bản sắc đã làm nên sự độc đáo của vũ trụ này, đồng thời còn cho phép bạn chọn phiên bản lo mà mình thích để làm canon cho riêng mình, với điều kiện thực sự duy nhất là nó tới từ nguồn chính chủ của Game Workshop. Do đó, hãy tận hưởng những câu chuyện mà bạn thích và đừng quá lo lắng về việc chúng có canon hay là không. Ok, giờ là lúc để chúng ta đến với cách tìm hiểu về mờ hỗn độn này. Nhìn chung, có hai nhóm nguồn chính để bạn tìm hiểu về lore của 40K. Thứ nhất là các nguồn chính thức tới từ chính Game Workshop, bao gồm các tác phẩm văn học, nền tảng phát trực tuyến Warhammer Plus và video games. Thứ hai là các nguồn thứ ba không chính thức, bao gồm các trang wiki, các cộng đồng trên mạng xã hội và thông qua những người sáng tạo nội dung trên Internet như tôi. Đầu tiên là về nguồn chính thức tới từ Game Workshop. Nếu bạn không nhớ thì Warhammer 40K được tạo ra trong một trò chơi tabletop theo lượt, và cũng như các tựa game tabletop khác, nó có một hệ thống luật chơi vô cùng phức tạp và cần tới nhiều cuốn sách luật khác nhau. Trong trường hợp của 40K, nó bao gồm các sách, core book, giới thiệu và giải thích về luật chơi chung, các sách dành riêng cho các chiến dịch mà người chơi có thể tham gia được gọi là campaign book, và các cuốn codex hay army books chỉ tập trung vào một phe phái nhất định, vân vân. Tuy nhiên, trong những cuốn sách này, người chơi sẽ không chỉ tìm thấy luật chơi mà gần như một nửa nội dung của chúng thường được dành để giới thiệu cho người chơi về bối cảnh của vũ trụ và lo tổng quan về các phe phái khác nhau. Trong đó, core book là sách có nội dung bao quát nhất, bao gồm giải thích về dòng thời gian, tổng quan về các phe phái, nhân vật quan trọng đối với bối cảnh chung của 40K. Còn các cuốn codex sẽ tập trung vào một phe phái nhất định. Trong khi đó, các tác phẩm văn học tới từ nhà xuất bản Black Library bao gồm hàng trăm tác phẩm tiểu thuyết khác nhau được xuất bản kể từ tận những năm 80 cho đến nay dưới cả dạng giấy, sách điện tử và cả sách nói. Như đã nói trước đó, 40K là một bối cảnh chứ không phải một câu chuyện tuyển tính. Do đó, chủ đề của những câu chuyện mà nó chứa đựng rất đa dạng, từ những cuộc đấu tranh nội bộ trong các tổ chức của Imperium và Xenos, những câu chuyện bi tráng thời chiến cho đến những câu chuyện kinh dị và trinh thám, vân vân. Do đó, không có tiểu thuyết đầu tiên hay một thứ tự đọc nhất định nào cho các tác phẩm văn học xoay quanh 40K. Phần lớn đều là các tác phẩm độc lập, một số được xuất bản thành bộ 3, một số lại thuộc một series dài bao gồm hàng chục cuốn. Tất cả đều có nhân vật đa dạng riêng của mình tới từ nhiều phe phái khác nhau và đi vào khám phá một phần nhất định của vũ trụ ở một thời điểm nào đó trong dòng thời gian. Cũng có các tác phẩm tập trung đến những sự kiện chính lớn của thiên hà, thường là từ góc nhìn của một hoặc hai nhân vật quan trọng. Hầu hết đều chỉ kể về một góc nhỏ nào đó bên trong dòng sự kiện khổng lồ của 40K. Ví dụ như loạt tiểu thuyết Chaos Ghosts là một bộ ba tác phẩm viết theo kiểu nhật ký thời chiến, ghi lại hành trình của một trung đoàn Imperial Guard khi họ tham gia vào một cuộc tập tự chinh lớn của Imperium. Nhưng bản thân cuộc tập tự chinh này cũng như câu chuyện của họ chỉ là một giọt nước trong dòng chảy lớn hơn của vũ trụ này, và nó không thực sự ảnh hưởng đến nhiều tác phẩm khác bên ngoài nó. Mặt khác, chúng ta cũng có những tác phẩm như là bộ ba Dark Imperium theo chân một trong những nhân vật nổi bật nhất của toàn bộ bối cảnh là Robote Gilliman, khi ông chỉ huy một chiến dịch lớn kéo dài nhiều thập kỷ để giải phóng Imperium khỏi sự xâm lăng của hỗn ma, ảnh hưởng trực tiếp tới dòng chảy sự kiện của 40K. Nhưng trong khi ba cuốn này sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn rộng hơn về Imperium,
Nó sẽ không đi sâu vào chi tiết bất kỳ phe phái nào hay những điều nằm bên ngoài phạm vi của chiến dịch đó. Nhìn chung, các bạn có thể coi các cuốn sách luật là phương tiện để vẽ nên bức tranh tổng quan về vũ trụ và các phe phái nhân vật bên trong nó. Còn các tiểu thuyết sẽ đóng vai trò bổ sung chi tiết thông qua câu chuyện cụ thể hơn. Hiển nhiên, vì tới từ chính ngòi bút của các tác giả Game Workshop, nên đây chính là nguồn tốt nhất và hay nhất để đọc về lore của 40K. Với các đề xuất cá nhân của tôi, cho người mới bắt đầu bao gồm sách Core Book của phiên bản Tabletop thứ 10 và bộ ba tiểu thuyết Ironhorn, bao gồm ba cuốn với tựa Xenos, Malleus và Hereticus, cùng viết bởi tác giả Dan Abnett. Vì theo tôi, đây không chỉ là bộ tiểu thuyết dễ tiếp thu nhất đối với người mới, mà còn là một trong những series hay nhất trong tủ sách của Black Library, với một tuyến truyện và dàn nhân vật lôi cuốn sẽ đong lại trong tâm trí của bạn nhiều năm liền. Còn đối với những ai muốn tiếp cận lore theo cách trực quan hơn là việc đọc, Game Workshop còn cung cấp dịch vụ phát trực tuyến riêng của mình mang tên Warhammer Plus. Hiện tại, nền tảng này cung cấp quyền truy cập vào các chương trình truyền hình xoay quanh các dòng sản phẩm của Game Workshop, trong đó nổi bật là Warhammer 40K, bao gồm nhiều series phim hoạt họa 2D và 3D, các chương trình về lore như tóm tắt lore, thảo luận và trò chuyện với các tác giả của Black Library, vân vân. Trong tương lai, rất có thể đây sẽ là một trong những nơi tốt nhất để xem các nội dung chính thức liên quan đến Warhammer 40K. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì nhìn chung vẫn chưa thể sánh được với sách và các tiểu thuyết. Bên cạnh nền tảng này, các tựa game được chuyển thể từ lore cũng vô cùng hấp dẫn, với đủ mọi thể loại để bạn lựa chọn, từ bắn súng FPS với các tựa game như Darktide, Spacehawk Deathwing và Boltgun, bắn súng góc nhìn thứ ba với Space Marine 1 và 2, cho đến các tựa game chiến thuật căng não với series Dawn of War, Mechanicus, Spacehawk, Chaos Demon Hunters, v.v. Game cũng là điểm khởi đầu tốt để tìm hiểu về 40K, vì chúng cho phép bạn tham gia và tương tác với những câu chuyện bên trong vũ trụ một cách chân thực mà sách hay là phim khó có thể làm được. Tuy nhiên, game không phải là lựa chọn tốt nhất để khám phá sâu vào lore, vì chúng thường chỉ tập trung vào hành động và cơ chế chơi hơn là kể những câu chuyện chi tiết, dẫn tới việc bỏ qua hoặc thậm chí là biến tấu nhiều chi tiết trong lore để cân bằng gameplay. Tóm lại, tìm hiểu lore thông qua nguồn chính thức từ Game Workshop chính là cách tốt nhất với nhiều hình thức đa dạng khác nhau, với sách luật và tiểu thuyết cung cấp kiến thức sâu sắc về các nhân vật, chủ đề trong lore, còn phim và game lại cho phép bạn có cái nhìn trực quan nhưng phần nào có giới hạn hơn. Do đó, bạn nên kết hợp các định dạng nội dung này với nhau để tạo nên một trải nghiệm hoàn chỉnh nhất về lore. Nhưng thật không may, đối với cộng đồng Việt nói riêng, thì việc tiếp cận với những nguồn chính thức từ Game Workshop lại không hề thực sự dễ dàng. Với các điểm trừ, bao gồm hầu hết đều không có tiếng Việt, không thực sự dễ mua với nguồn hàng khan hiếm ở Việt Nam, và trên hết là rào cản tài chính khá lớn. Với Warhammer Plus là dịch vụ dưới dạng đăng ký trả tiền, tương tự như Netflix, với giá đăng ký hiện tại là $6 trên một tháng hoặc là 60 trên một năm. Còn về sách thì thường dao động quanh 1 triệu đồng cho một cuốn sách luật tiêu chuẩn và khoảng 300.000 đồng cho một cuốn tiểu thuyết bìa mềm. Do đó, tôi sẽ chỉ đề xuất nguồn này cho những ai có đủ khả năng ngôn ngữ, tài chính và thực sự nghiêm túc với việc tìm hiểu lore của 40K. Nhưng các bạn đừng vội lo lắng quá, vì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với các nguồn tìm hiểu lore miễn phí, dễ tiếp cận và phổ biến nhất của cộng đồng fan trên Internet, bao gồm các nguồn thứ ba như Wiki, các hội nhóm trên mạng xã hội và những người sáng tạo nội dung. Đầu tiên là các trang Backer tàn thư mở hay Wiki. Hiện tại đang có hai trang Wiki chính chuyên về lore của 40K, đó là warhammer40k.fandom.com và lexiconum.com. Cả hai trang này đều cho phép bạn tiếp cận với gần như toàn bộ thông tin sẵn có về lore của 40K miễn phí, được soạn dựa trên các nguồn chính thống của Game Workshop, với trang Fandom thường bên nguyên nội dung từ các cuốn sách luật và tiểu thuyết, trong khi lexiconum lại thiên về việc tóm lược các nội dung chính thành các bài viết ngắn gọn hơn. Bên cạnh các trang này, ở Việt Nam cũng đã có một trang web chuyên về lore của 40K, đó là wh40k.vn. Mặc dù vẫn còn khá mới, nhưng cũng đã tổng hợp được một lượng lore tương đối lớn từ cộng đồng Việt để bạn đọc theo các danh mục rõ ràng cho từng phe phái. Tiếp đến là trên các nền tảng mạng xã hội. Mặc dù các cộng đồng về 40K ở Việt Nam vẫn còn tương đối nhỏ, tuy nhiên hiện tại đã có được một lượng fan tương đối chất lượng, rất tích cực trong việc chia sẻ và dịch lore cho người mới, đặc biệt là trên Facebook, với các group chuyên về lore. Trong đó các bạn có thể tìm thấy rất nhiều bài viết về các chủ đề khác nhau xoay quanh lore, từ tóm tắt tiểu sử nhân vật cho đến các bản Việt hóa đầy đủ của các tiểu thuyết từ Black Library. Bên cạnh đó, bạn còn có thể tương tác với những người cùng sở thích, các chuyên gia về lore thông qua các kênh chat nhóm. Ngoài ra, nếu bạn có khả năng ngoại ngữ tốt thì trên Internet cũng có rất nhiều các cộng đồng và forum về 40K quốc tế cho phép bạn giao lưu với cộng đồng thế giới và tìm thấy câu trả lời cho gần như mọi thắc mắc mà mình có về lore. Còn về những người sáng tạo nội dung thì các bạn có tìm thấy chúng tôi ở hai nơi chính, đó là TikTok và YouTube. Trên TikTok thì tôi khuyên là bạn nên xem cho vui thôi chứ không nên chọn làm nguồn thông tin chính,
vì đa số content trên này đều quá vắn tắt và rất dễ gây hiểu nhầm với các meme và edit sập sinh, thường đi ngược lại với những gì được kể trong lore. Do đó, theo tôi, YouTube là nơi lý tưởng hơn, đặc biệt là nếu bạn có vốn tiếng Anh, vì đây chính là nơi có nhiều nội dung về Warhammer 40k miễn phí nhất, với hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn kênh YouTube tiếng Anh chuyên làm về lore. Còn đối với nền tảng YouTube ở Việt Nam nói riêng, mặc dù chưa có nhiều kênh làm về 40k, nhưng theo tôi thì các kênh hiện tại đã tạo ra được một lượng content đủ lớn và đủ chất lượng để các bạn có thể bắt đầu tìm hiểu dần. Các bạn có thể tìm thấy link của các kênh YouTube và các hội nhóm mà tôi đề xuất ngay bên dưới phần mô tả của video này. Nhìn chung, các bên thứ ba này là một cách hợp lý để bắt đầu tìm hiểu về kho tàng lore đồ sộ của 40k một cách dễ dàng mà không cần phải lo về các rào cản chi phí và ngôn ngữ. Tuy nhiên, vì bản chất là nguồn không chính thức, các bạn sẽ cần phải lưu ý các điểm sau. Thứ nhất, chính là khả năng sai lệch thông tin. Các nguồn thông tin không chính thức, như những người làm content như tôi, đôi khi có thể hiểu sai hoặc là trình bày sai các chi tiết của lore, hoặc là làm nội dung dựa trên nguồn lore cũ đã lỗi thời, không còn tính nhất quán so với hệ thống lore mới. Thứ hai là lore bị bóp méo bởi thành kiến cá nhân. Ai thì hẳn cũng có những thứ mình thích và không thích trong lore. Đôi khi điều này sẽ dẫn đến những diễn giải thiên vị. Ví dụ một số người có thể đề cao quá mức các phe phái yêu thích của mình, hoặc cho rằng phe đó là vượt trội, trong khi hạ thấp hoặc coi thường các phe phái đối nghịch khác. Điều này có thể dẫn đến sự miêu tả mất cân bằng về vũ trụ, vốn là một bối cảnh màu xám, nơi không có phe nào là hoàn toàn tốt hay là xấu. Thứ ba, đó là hiểu sai lore vì các sáng tạo của cộng đồng, cụ thể là meme. Mặc dù tôi phải công nhận là lướt meme về 40k thực sự rất vui, nhưng chúng thường đơn giản hóa quá mức hoặc phóng đại các khía cạnh của lore, thậm chí là biến tấu lore theo hướng sai lệch hoàn toàn chỉ để gây cười. Ví dụ tiêu biểu nhất đó là mối quan hệ giữa nhân vật Robert T. Gilliman của Imperium và Irene của loài Elda. Thường xuyên bị cộng đồng gán ghép với nhau là tình nhân, trong khi lore thực tế lại không hề có chi tiết nào gợi ý hay là ủng hộ về điều này. Và với những vấn đề trên, thì theo tôi, chìa khóa để tìm hiểu lore một cách hiệu quả nhất đó là thông qua việc cân bằng giữa các nguồn lore và định dạng lore, kiểm tra chéo thông tin bằng cách đọc từ nhiều nguồn khác nhau, kết hợp giữa tự tìm hiểu và tham gia thảo luận lore với các thành viên đi trước trong cộng đồng. Đồng thời cẩn trọng với các thông tin được thể hiện trong các sáng tạo của fan, đặc biệt là meme để tránh những hiểu nhầm về lore. Alright, vậy sau khi đã biết được tổng quan về vũ trụ Warhammer 40k và cách để tìm hiểu nó, bạn sẽ tiếp tục từ đâu đây? Như đã nói, lore của 40k trải dài trong hàng chục ngàn năm lịch sử với những câu chuyện có mối liên kết chặt chẽ với nhau qua nhiều thiên niên kỷ, và bối cảnh tăm tối hiện tại trong thiên niên kỷ thứ 41 là kết quả của vô số những sự kiện và bước ngoặt khác nhau trong quá khứ. Vì vậy, nếu bạn nhảy thẳng vào một sự kiện cụ thể như sự sụp đổ của Cadia hoặc Horus Heresy mà không biết điều gì xảy ra trước đó, thì cũng giống như việc xem một bộ phim giữa chừng vậy, khiến bạn khó có thể hiểu được nguyên nhân của nó và tại sao các nhân vật lại hành động theo cách mà họ làm. Do đó, theo tôi, chủ đề mà bạn nên tìm hiểu ngay sau video này chính là tổng quan về dòng thời gian sự kiện của toàn bộ bối cảnh, vì nó sẽ giúp bạn có được bức tranh tổng thể về toàn bộ lore theo góc độ lịch sử, từ sự trỗi dậy của con người và sự sụp đổ của loài Elda, cho đến những cuộc xung đột tàn khốc giữa các vị thần hỗn mang và Imperium, từ đó hiểu được mối liên kết và vai trò của chúng đối với toàn bộ bối cảnh nói chung. Với nền tảng này, bạn có thể bắt đầu khám phá bất kỳ sự kiện, phe phái hoặc nhân vật cụ thể nào mà mình muốn một cách mạch lạc và dễ hiểu hơn rất nhiều. Rất may là các bạn không cần phải tìm đâu xa hay lo lắng với các nguồn không đáng tin cậy, vì video tổng quan về toàn bộ dòng thời gian của Warhammer 40k đã có sẵn trên kênh của tôi để các bạn có thể lập tức bắt đầu hành trình tìm hiểu lore của mình, với đường dẫn tới video nằm ở ngay góc trái màn hình và bên dưới phần mô tả video. Hãy click vào để xem nếu bạn muốn bắt đầu ngay. Và vừa rồi là toàn bộ nội dung nhập môn về kho tàng lore của vũ trụ Warhammer 40k. Hy vọng tôi đã thành công trong việc cung cấp cho bạn một video giới thiệu dễ hiểu và hữu ích về vũ trụ đen tối và hoành tráng này. Dù bạn thích khía cạnh nào của 40k, tôi cũng mong bạn sẽ có một hành trình tìm hiểu lore hiệu quả và vui vẻ. Trong tương lai, vẫn còn rất nhiều video để giúp bạn mở rộng kiến thức về 40k cũng như các thế giới viễn tưởng tăm tối khác trên kênh. Vậy nên đừng quên đăng ký và bật chuông để nhận được thông báo về video sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và chào mừng đến với màn đêm tăm tối của thiên niên kỷ thứ 41, nơi không có hòa bình giữa các vì sao, chỉ có sự tàn sát và giết chóc vĩnh hằng và tiếng cười của những vị thần khát máu.